Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường Giáng sinh yêu thương, niềm vui lan tỏa Phong trào Cuxilo giáo phận Phú Cường sinh hoạt trường lãnh đạo tháng 12 năm 2018 Tỉnh tâm mù vọng tại giáo sứ Lộc Ninh Thiếu nhi giáo sứ Tân Thạnh Đông lan tỏa niềm vui Giáng sinh Mừng tên chánh xứ, mừng 24 năm linh mục của cha Du Phan Trọng Quang. Các đoàn giáo sứ lái thiêu mừng kính quan thầy Francisco Xavier. Tin giáo sứ chánh tòa, Giáng sinh yêu thương, niềm vui lan tỏa, không khí mừng Chúa Giáng Sinh đang lan tỏa khắp nơi, không chỉ riêng các nhà thờ công giáo mà trên khắp phố phường, người người hối hả chuẩn bị mừng đón lễ Chúa Giáng Sinh. Những cây thông Noel thạch lớn với đèn hoa lấp lánh, cùng những hang đá được trang hoàng thật đẹp, những khúc hát mừng Chúa Giáng Sinh cũng được vang lên khắp nơi và đặc biệt mỗi người Kitô hữu cũng dọn mình, chuẩn bị tâm hồn đón ngày Chúa đến. Ngoài với niềm vui chung của nhân loại, giáo sứ chánh tòa Phú Cường đã tổ chức bữa cơm thân mật và trao tặng những phần quà yêu thương đến bà con giáo dân và cả bà con lương dân trong giáo sứ. Chương trình bắt đầu vào trưa thứ Bảy ngày 15 tháng 12 năm 2018 tại khuôn viên nhà thờ của giáo sứ trong không khí ấm cúng, thân tình và chen hòa tình yêu thương. Che sở An Tôn Hà Văn Minh đã ân cần nắm tay từng cụ già, từng người khuyết tật như trao gửi tâm tình của người mục tử. Dẫu biết rằng những phần quà hôm nay được trao đi cũng chỉ là một chút chia sẻ với bà con không mang nặng giá trị vật chất nhưng gói trọn trong ấy là tình thân cử chỉ yêu thương và san sẻ chúa đến trong nghèo khó trong đau khổ để chia sẻ nỗi khổ của con người chúa hiện diện trong từng người nghèo khổ yếu đau để luôn nhắc nhở con người hãy yêu thương nhau vì khi con người yêu thương nhau là yêu thương chính thiên chúa bữa cơm thân mật trưa nay tại giáo sứ chánh tòa phú cường thật đơn sơ nhưng thật ấm áp thật chen chứa thân tình tất cả lưu lại trong tâm hồn mỗi người về hình ảnh chúa giêsu đang hiện diện trong từng người anh chị em mình và mỗi việc làm dù bé mọn mà con người dành cho nhau đều đẹp lòng chúa sau bữa cơm mọi người đón nhận quà giáng sinh từ tay quý cha vui vẻ trao những lời chúc giáng sinh thật tốt đẹp và chia tay ra về trong bình an Bye -bye. Tin phong trào Cusilo Phong trào Cusilo giáo phận Phú Cường sinh hoạt trường lãnh đạo tháng 12 năm 2018 Phong trào Cusilo giáo phận Phú Cường sinh hoạt trường lãnh đạo tại giáo sứ Chánh Tòa lúc 8 giờ 30 ngày 12 tháng 12 năm 2018 dưới sự linh hướng của cha Anton Hà Văn Minh, cha Tito Trần Nguyên Lãm, tất cả các anh chị Cusilita cùng về đây định hướng cho hoạt động của trường lãnh đạo trong năm. Các kế hoạch của khối tiền, khối ba ngày, khối hậu được đặt dưới sự hướng dẫn của Thầy Chí Thánh giê -xu. Cha An -tôn cùng mọi người hân hoan trong mầu nhiệm Chúa Giáng sinh xuống thế làm người. Cha nhắc nhở để đổi mới tâm hồn nơi mùa vọng này, chúng ta cố gắng hơn nữa, chỉnh lại những gì còn sai lật cho thẳng đường như Thánh Doan Tiền Hô kêu gọi, hãy dọn đường cho Chúa đến. Phong trào cơ si lô, phong trào của giáo hội, là một hồng ân đặc biệt, Chúa Thánh Thần quy tụ mọi người trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, và chúng ta khám phá điều kỳ diệu ấy bằng cách thường xuyên sinh hoạt trường lãnh đạo, hội nhóm và Ultrea. Lúc 11 giờ 30, Mọi người viếng thánh thể dâng cho Chúa những tâm tình vui buồn, Cùng nói với Chúa những hoạt định trong một năm mới, Để Chúa đến trong cuộc đời đem nguồn hạnh phúc cho mọi nơi. Cuối cùng các anh chị Cơ silista đến bên mẹ Maria xin được xin vâng như mẹ, Cùng nhau thân ái nắm tay và hát Bình An của Chúa, Để sự bình an ấy hàng ở nơi tâm hồn mỗi người. Đến 12 giờ, các anh chị chụp chung tấm hình lưu niệm, dùng chung bữa cơm và ra về trong niềm hân hoan. Tin giáo sứ Lộc Ninh, tĩnh tâm mùa vọng tại giáo sứ Lộc Ninh. Trong tâm tình của mùa vọng, chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018, cha Phêrô Phan Văn Toàn. Chánh xứ giáo xứ Lộc Ninh đã mời quý cha thuộc dòng thánh thể và quý cha trong hạt Bình Long về giáo xứ Lộc Ninh để giảng tĩnh tâm cũng như ban bí tích hòa giải cho giáo dân trong giáo xứ. Chương trình tĩnh tâm bắt đầu từ 6 giờ sáng với việc cha chánh xứ cùng quý cha khác ban bí tích hòa giải cho cộng đoàn. Song song với việc ban bí tích hòa giải, cha Đa Minh Trần Dũng thuộc dòng thánh thể đã chia sẻ bài giảng tĩnh tâm giúp cho cộng đoàn có thể chuẩn bị tâm hồn để đón chờ ngày Chúa đến. Sau giờ giảng tĩnh tâm, Cha Đa Minh đã chủ sự thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng 5 C. Sau thánh lễ, các em thiếu nhi được Cha Chánh xứ Phêrô ưu ái dành riêng giờ tĩnh tâm cho các em với sự hướng dẫn và chia sẻ của thầy Sáu Francisco Xavier Trần Phương Quyền. Nhờ sự quan tâm và chăm sóc của Cha Chánh xứ Phêrô, cộng đoàn giáo xứ Lộc Ninh đã được dọn sẵn tâm hồn của mình để bước vào mùa Giáng sinh sắp tới và chờ đợi ngày Chúa đến trong vinh quang. Tin giáo sứ Tân Thạnh Đông Thiếu nhi giáo sứ Tân Thạnh Đông lan tỏa niềm vui Giáng sinh Thiếu nhi giáo sứ Tân Thạnh Đông hiện nay được khoảng hơn 300 em từ các lớp cỏ non, lớp rước lễ vỡ lòng, thêm sức. Thánh lễ Chúa Nhật dành riêng cho các em được cử hành lúc 7 giờ sáng và sau thánh lễ các em được ăn sáng trước khi bắt đầu lớp học cùng với quý sơ đến từ dòng nô tỳ thánh tâm Chúa Giêsu, quý thầy từ dòng anh em hèn mọn viện tu và thừa sai thánh mẫu và các thầy cô giáo. Tuy cơ sở vật chất của giáo xứ còn nhiều thiếu thốn, không đủ phòng cho tất cả các lớp, nên các em phải ngồi học ngay bên cạnh nhà thờ, bên những không gian dựng tạm. Nhưng những thiếu thốn này không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của các em. Các em vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên vô tư, được thầy cô tận tình dạy bảo, có em có thể chưa biết đọc biết viết được các cô cầm tay giúp em nắn nó từng con chữ tô màu từng hình vẽ không khí buổi học giáo lý không chút căng thẳng mà thật vui tươi thể hiện rất rõ trên nét mặt hồn nhiên của các em mừng chúa hài đồng giêsu đang đến mang niềm vui hạnh phúc và bình an đến nhân gian thiếu nhi giáo xứ tân thạnh đông hướng lòng về hang đá nhỏ dâng lên chúa hài đồng những tâm hồn bé nhỏ đơn sơ của các em dâng lên Chúa tất cả ước nguyện đơn sơ hồn nhiên của các em để các em luôn sống trong tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa và các em sẽ mang ánh sáng Chúa đến muôn nơi. Tin giáo sứ bà lụa mừng tân chánh xứ mừng 24 năm linh mục của cha Giuse phan trọng quang thánh lễ nhậm chức chánh xứ của cha tô Ma, trương hoàng phúc do Đức cha Du xe Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú cường chủ tế cũng trong dịp này mừng kỷ niệm 24 năm thụ phong linh mục cha Du xe Phan Trọng Quang đặc trách tu sĩ giáo phận Phú cường lúc 17 giờ 30 ngày 16 tháng 12 năm 2018 Đức cha Du xe Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú cường chủ tế thánh lễ nhậm chức chánh xứ cha Tôma Ma Trương Hoàng Phúc và đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 24 năm thủ phong linh mục Cha Du Xe Phan Trọng Quang, đặc trách tu sĩ của giáo phận Phú Cường. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng của quý cha đồng tế cùng đông đảo bà con, thân nhân và giáo dân giáo sứ bà Lụa. Bắt đầu thánh lễ là nghi thức nhậm chức của cha Tô Ma, cha An Tôn Hà Văn Minh lên đọc văn thư bổ nhiệm của đức cha Du Xe, cho cha Tô Ma Trương Hoàng Phúc làm chánh sứ giáo sứ bà Lụa cha tô ma tuyên xưng đức tin lập lại lời hứa khi chịu chức linh mục và đức cha du xe trao cho cha dây các phép và chìa khóa nhà tạm trong bài giảng lễ đức cha du xe nhấn mạnh thánh gioan kêu gọi mọi người sám hối đích thực quan tâm những ai cần được giúp đỡ trao phó cuộc sống trong tay chúa để luôn có chúa ở cùng trong tinh thần khiêm tốn chúng ta đón mừng chúa đến cứu chuộc dân người để mọi người vui sống bình an hạnh phúc trong vai trò bổn phần Chúa đặt để cho từng người hãy biết yêu thương, biểu lộ niềm hy vọng, mừng vui trong không khí Giáng sinh đang đến thật gần. Sau phần hiệp lễ, vị đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ cảm ơn Đức Cha Du Xe, cảm ơn Quý Cha Đồng Tế, Nam Nữ Tu Sĩ, nhất là chúc mừng Cha Du Xe trong ngày kỷ niệm 24 năm Thủ Phong Linh Mục và Cha Tô Ma trong ngày vui nhậm sứ. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí xuất sẵn của Quý Cha Đồng Tế cùng đông đảo bà con, thân nhân và giáo dân trong giáo xứ bà lụa. Sau thánh lễ, quý cha chụp hình lưu niệm, sau đó mọi người cùng dùng bữa ăn chiều trong tình huynh đệ thân thương. Tin giáo xứ lái thiêu Các đoàn giáo xứ lái thiêu mừng kính quan thầy Francisco Xavier. Giáo sứ Lái Thiêu long trọng mừng kính Thánh Francisco Xavier, bổn mạng ca đoàn giáo sứ Lái Thiêu. Thánh lễ đồng tế được diễn ra trang nghiêm, xuất sắc với sự hiện diện đông đảo của bà con giáo dân giáo sứ Lái Thiêu. Vào lúc 17 giờ 30 thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018, giáo sứ Lái Thiêu long trọng mừng kính Thánh Francisco Xavier. Đây cũng là dịp ca đoàn giáo sứ Lái Thiêu mừng bổn mạng, cùng đồng tế với cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh, có sự hiện diện của Cha Simon Nguyễn Văn Thu, Tổng đại diện, Cha Anton Hà Văn Minh, Quản hạt Phú Cường, Cha Thomas Phan Minh chắn cùng bà con giáo dân hiệp nguyện trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng lễ, Cha Anton nhấn mạnh, bản chất giáo hội là loan báo tin mừng, giáo hội do chính Chúa Kitô thiết lập, được quy tụ những con người giống hình ảnh Thiên Chúa, đẹp đẽ, thánh thiện hoàn hảo để tham dự vào sự sống đời đời thì mỗi người chúng ta phải tiếp tục loan báo tin mừng bằng chính khả năng của mình để lương dân nhận biết Chúa và những kẻ nguội lặn được quay về trong một đức tin, tình yêu. Ca đoàn giáo sứ Lái Thiêu đã dùng lời ca tiếng hát đem tâm hồn con người đến gần Chúa hơn, một việc loan báo rất có ý nghĩa. Nói gương thánh Francisco Xavier, mọi người hãy tiếp tục công việc của mình, cùng dọn lòng đón Chúa khi mùa Giáng sinh đã đến thật gần mọi người cùng hiệp lễ rất xuất sắc, cùng dâng lên Chúa những ý nguyện và cầu nguyện cách riêng cho ca đoàn giáo xứ lái thiêu, luôn cất tiếng ca tụng Chúa mỗi ngày trong đời sống mình. Sau thánh lễ, mọi người cùng chụp hình lưu niệm, cùng dùng chung bữa tối trong tiếng hát đêm đông và ra về trong niềm hân hoan đón mừng Chúa. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau